Vĩnh Sinh xin kính chào quý khán giả Việt TV. Hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 7 năm 2016, chúng tôi hiện đang có mặt tại nhà thờ các thánh tử đạo Việt Nam, Arlington, Virginia để tường trình đêm canh thức với chủ đề lòng thương xót của Chúa và mẹ La Vang. Xin kính mời quý khán giả theo dõi phần phóng sự do Việt TV thực hiện. Vào lúc 6 giờ chiều, thánh lễ đồng tế được bắt đầu do Linh Mục Đinh Công Huỳnh, Chủ tịch Liên đoàn Công giáo Việt Nam miền Trung Đông chủ tế. Giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam, chúng con rất vui mừng, chào mừng quý đức ông, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng miền Trung Đông cũng như Liên đoàn Công giáo Việt Nam hải ngoại, tề tựu về đây với thánh lễ canh thức. Hôm nay chúng ta cùng họ trong thánh tử này để chúng ta cùng trong dịp này, Đức ông Giuse Trịnh Minh Trí, Chủ tịch Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ cho biết, liên đoàn gồm 4 thành phần. Thứ nhất là số linh mục Việt Nam, thứ nhì là thành phần các thầy phó tế Việt Nam, thành phần thứ ba là các sơ đã khấn người Việt Nam và giáo dân người Việt Nam. Thì 4 cộng đồng đó gặp lại chúng tôi gọi là liên đoàn. Thì cái tổ chức liên đoàn gồm 8 miền. Đây là miền Trung Đông Hoa Kỳ. Chúng ta miền Đông có 3 miền, miền Tây có 3 miền, miền Bắc có 1 miền, miền Nam có 1 miền. Thì quy tụ lại ta gọi là liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Và Đức ông Giuse Trịnh Minh Trí cũng cho biết thêm về ý nghĩa của đêm canh thức và hội diễn thánh ca. Năm nay là chúng ta biết là năm thánh lòng thương xót Chúa mà Đức Giáo hoàng Francisco đã chỉ thị và đã mời gọi mọi người chúng ta nhớ đến lòng thương xót của Chúa và cũng hãy thương xót với nhau như Đức Chúa Cha. Cũng vì cái chủ đề của năm thánh năm nay, chúng ta nhớ đến Đức Mẹ La Vang đã hiện đến với những người con của mẹ hơn 200 năm nay, khoảng chừng 218 năm tại La Vang, Quảng Trị, Việt Nam. Thì Đức Mẹ đến với chúng ta vì lòng thương xót. Và ngày hôm nay là canh thức, là vọng, cũng như chúng ta là vọng đó, thì có những cái diễn nguyện, những ca đoàn ở miền Trung Đông này đến đây để ca ngợi lòng thương xót của Chúa và lòng thương xót của Đức Mẹ để hiện ra an ủi những người con Việt Nam ở Quảng Trị. Vào lúc 8 giờ tối, chương trình hội diễn thánh ca được bắt đầu. Ca đoàn tổng hợp quy tụ các ca đoàn của giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam, Arlington, Virginia, ca đoàn của Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang Chantilly thuộc Giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam, Arlington, Virginia, Giáo xứ Đức Mẹ Việt Nam, Hampton, Virginia, ca đoàn Giáo xứ Mẹ Việt Nam, Silver Spring, Maryland, các ca đoàn của Cộng đoàn Thánh Giuse, Pennsylvania, Cộng đoàn Thánh Thomas Aquinas, Pennsylvania, Cộng đoàn Mẹ Thiên Chúa, Pennsylvania, Cộng đoàn Thánh Helena, Pennsylvania. Đêm canh thức và hội diễn thánh ca với chủ đề Lòng thương xót của Chúa và Mẹ La Vang kết thúc lúc 10 giờ 30 tối cùng ngày. Vĩnh Sinh Việt TV tường trình từ Arlington, Virginia. Uno IP TV. Xem hơn 7 đài truyền hình theo sở thích. Hoàn toàn miễn phí. Hãy sử dụng ngay chính smartphone hay tablet để theo dõi tin tức, ca nhạc, phim bộ và các chương trình giải trí tổng hợp mọi lúc mọi nơi. Cả đời này tôi phải gánh lấy cái tên tội phạm giết người. Chúng ta không còn là anh em nữa. Thất bại không phải là thua cuộc. Ba không muốn con giống như ba vô dụng như vậy. Download và cài đặt miễn phí trên App Store, Google Play, Samsung Smart TV hay Amazon App Store. Quý vị sẽ tìm thấy ngay chương trình yêu thích của mình chỉ sau vài giây cài đặt.